thuốc bổ gan không có trong phác đồ điều trị mụn của các tổ chức da liễu trên thế giới nha các bạn. Vậy bị mụn thì sẽ phải làm sao? Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu Cao Nữ Hoàng Oanh, hiện đang công tác tại phòng khám Dr. Agnes. Theo quan niệm dân gian, mụn nhọt là do nóng gan. Vậy nên khi bị mụn thì nên uống thuốc giải độc gan hoặc là thuốc bổ gan để hết mụn. Tuy nhiên thì khách hàng của Dr. Agnes thường nói là đang uống thuốc giải độc gan mà vẫn không hết mụn. Vậy thì hôm nay bác sĩ Oanh sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi về thuốc bổ gan có hiệu quả để điều trị mụn hay không nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ chế sinh mụn là gì nhé. Các bạn biết không, có 3 yếu tố chính được xem là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. Thứ nhất là sản xuất dầu dư thừa, làm tắc nghẽn nang lông. Thứ hai là nang lông bị tắc lại bởi tế bào da chết và dầu. Thứ ba là vi khuẩn gây viêm nhiễm, tổn thương riêng trên da. Nguyên nhân đầu tiên là kết quả từ việc hoạt động quá mức của hormone androgen thì tăng tiết chất bã nhờn hơn so với lại nhu cầu của da, hoặc là do việc giữ ẩm không đủ gây khô da khiến cho da sẽ tiết nhiều bã nhờn hơn để giữ ẩm. Hoạt động quá mức của androgen thì có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như dậy thì, rối loạn nội tiết tố do stress hoặc là do thuốc ngừa thai. Ngoài ra thì có thể do chế độ ăn nhiều đường, dầu mỡ và nghỉ ngơi không hợp lý. Nguyên nhân thứ hai thường là do việc làm sạch da không hợp lý, như là sử dụng kem chống nắng hoặc là trang điểm mà không có tẩy trang, không tẩy da chết định kỳ, hoặc là do quá trình sừng hóa nang lông quá mức. Ngoài ra, nguyên nhân có thể là do bụi bẩn và ô nhiễm làm cho bít tắc lỗ chân lông. Nguyên nhân cuối cùng là do sự hoạt động quá mức của vi khuẩn PFD. Loại vi khuẩn này sinh sống nhờ vào bã nhờn trên da, nên việc giảm tiết bã nhờn cũng sẽ hỗ trợ vào việc giảm sinh sản của vi khuẩn PFD. Tóm lại, trong 3 nguyên nhân gây mụn ở trên thì không có nguyên nhân nào là do gan nóng hoặc là gan bị độc tố nha các bạn. Vậy, cơ chế hoạt động của các loại thuốc bổ gan là gì? Ở đây, bác sĩ sẽ chỉ đề cập đến các loại thuốc chính thống được Bộ Y tế cấp phép lưu hành thôi nha các bạn. Còn những cái loại thuốc thực phẩm chức năng đang quảng cáo qua người nổi tiếng thì mình sẽ không áp dụng ha. Rồi, về cơ chế đầu tiên của các loại thuốc này thì đó là bảo vệ tế bào gan khỏi các hóa chất độc hại như là bia, rượu. Cơ chế thứ hai là các loại thuốc có chứa enzyme tương tự như là enzyme tự nhiên của cơ thể, từ đó sẽ giúp hỗ trợ cho việc đào thải của các chất có hại ra khỏi cơ thể. Và cơ chế thứ ba là thuốc chứa các hoạt chất có khả năng trung hòa các hóa chất độc hại và cuối cùng là sẽ đào thải ra khỏi cơ thể. Như vậy chúng ta thấy là cái cơ chế của các loại thuốc bổ gan đâu có cái nào có tác dụng lên cơ chế sinh mụn đúng không nè. Trên thực tế thì khi mà bị viêm gan nặng hoặc là gan suy yếu như xơ gan thì còn gây giảm nội tiết tố androgen nữa. Mà androgen là cái hormone gây tăng tiết bã nhờn và sinh mụn, các bạn nhớ không nè. Cho nên để kết luận là bị mụn có nên uống thuốc bổ gan hay không thì bác sĩ sẽ trả lời thuốc bổ gan không có trong phác đồ điều trị mụn của các tổ chức da liễu trên thế giới nha các bạn. Vậy bị mụn thì sẽ phải làm sao? Đầu tiên mình sẽ cần làm sạch da đúng cách, cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt chuyên dụng ngày 2 lần. Chú ý dưỡng ẩm và dùng thuốc bôi trị mụn nếu cần nha. Và nếu như mà tình trạng mụn nặng hoặc là cần điều trị dứt điểm thì mình sẽ cần đến gặp bác sĩ da liễu để bác sĩ thiết kế phác đồ điều trị phù hợp với lại tình trạng riêng của mỗi người nha các bạn. Tốt nhất các bạn nên điều trị đúng cách để mình tránh được các biến chứng như là sẹo hoặc là thâm sau điều trị mụn và tránh được những cái tốn kém không cần thiết nữa nha. Kết luận lại là chúng ta không cần uống thuốc bổ gan khi bị mụn đâu nha các bạn, mà chúng ta còn phải biết cách chăm sóc da phù hợp và điều trị khi cần thiết. Cách chăm sóc da mụn thì các bạn có thể tham khảo trên những cái video khác của phòng khám Dr. Agnes. Chúc các bạn luôn vui khỏe và có một làn da đẹp nhé.